Đây là nữ hai nữ công nhân cạo miệng áo. Năm ngoái mình có cạo mũ ở vườn này không em? Năm ngoái mình có cạo mũ ở vườn này không? Không. À, không nói được tiếng phổ thông. À, bé dưới. Năm ngoái em cũng cạo ở đây đúng không? À, em cạo mũi được mấy năm rồi? 3 năm. 3 năm. Thì năm nay em thấy chuyển qua cái cách cạo này em thấy nó được hơn không? Nó khỏe hơn cái cạo cũ không? Dạ hả? Nó đỡ mệt hơn đúng không? Cái này làm ban ngày. Thường thì em đi cạo từ mấy giờ mấy giờ? Làm cái này là 2 giờ tới mấy giờ là xong? 5 giờ. Tới 5 giờ là xong hả? Dạ. Là mình cạo được khoảng bao nhiêu cây? Một con thuyền hả? 1.000 mấy á. 1.000 mấy cây? Dạ. Là từ... chưa phân lô nên là cạo chung. À, là hai người. Đây là chung 5 người luôn. À. Đây là chưa phân lô. Chưa phân lô. Từ ngày cạo cái chuyển qua cạo cách này thấy sức khỏe được cải thiện không em? Khỏe hơn không? Khỏe. Khỏe hả? Chứ thức khuya nhiều quá cũng nhanh già đúng không? Em hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15. 15 á? Dạ. Ồ. 15 mà đi làm rồi. Mười lăm năm là được 3 năm kinh nghiệm, vậy là hồi lúc em cạo là mới có 12 tuổi là đi cạo rồi. Yeah. Hay vậy ta, là có học hay cái gì không? Là được mấy anh khác sĩ cạo là mình đi cạo hả? Là sáng em có chút ngủ không? Làm này chắc sáng chút mũ hơi cực đúng không? Dạ. Làm này hình như là mũ nó nhiều hơn là hồi xưa hả? Cạo này em thấy có cần phải cạo dăm dày không? Hay là chỉ cần cạo mỏng là nó đạt mũ? Sáng hồi em chút mũ khoảng mất bao nhiêu tiếng? 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ. Là khoảng bao nhiêu cây? Ngàn mấy cây à? Dạ. Thì cũng khỏe ghê ha. Đi cạo này mình còn có làm việc khác không? Hay là mình chỉ cạo mũ thôi? Cạo mũ. À. Là chiều thì làm từ 2 giờ đến 5 giờ. Dạ. 2 giờ đến 4 giờ, 2 giờ đến 5 giờ ta? 2 giờ 5 giờ, còn buổi sáng thì mình đi chút mũ từ khoảng mấy giờ em?
7 giờ cúc ngủ. Ừ. 8 9 giờ mới về tới nhà. 8 9 giờ mới về tới nhà. Dạ. Thì từ 9 giờ cho đến 2 giờ chiều em còn làm việc gì khác không? Không. À. Còn mấy cái khâu bơm khí hay là ai ai phụ trách làm đó? Mấy anh trên kia. À. Là một ngày tính ra là em làm tầm khoảng 5 tiếng đồng hồ. Dạ. Còn hồi xưa cạo thì cạo từ mấy giờ mấy giờ? Cạo truyền thống á. 2 giờ tối. 2 giờ sáng đúng không? Dạ. Tới mấy giờ xong? 5 giờ. 5 giờ là xong là được bao nhiêu cây? Dạ. Ngày mấy cây luôn? Dạ. Cạo cũng dữ ha. Đẹp ghê. Đến 5 giờ thì em cạo mì nhỏ được bao nhiêu cây? Quẹ. Hả? Được bao nhiêu cây ta? Là anh quên mất rồi. Không nhớ. Đã, cảm ơn em nhiều nhé.